Đi nhanh lên tí. Chào quý vị các bạn nha. Hôm nay anh em chúng tôi đi tháo cái ao xem có cá gì không này. Anh này anh đang cầm cái xẻng đang đắp bụi ruộng. Đúng à? Đắp kỹ vào. Đây qua cầu qua suối nha. Đi cẩn thận đấy anh ngã đấy. Con này sang đây nhanh lên. Đi này. Chào quý vị các bạn nha. Hôm nay anh em chúng tôi làm món ốc. Ốc xào à em ơi. Ốc xào à, mẻ. Ốc xào để chặt được ốc nguyên đây mua đây anh ơi. Bố
nó nổi một mẹ này thì vậy nổi mổ ấy nổi quá mày tôi đồ cứ mà cố ý này được vài ký tuổi anh điện thoại cứ quay thôi. Yeah, đến việc ấy. Công tục của quán. Cái tôi nó lão rồi hả? Anh đang làm giả không? Mẹ lắm. Cái nhé. Nó lão kìa. Thấy không? Gà có mò. Là chanh nha các bạn ơi. Mẹ ở đây này. Bây giờ cũng bị sao lá chanh và lá chanh này mẻ đây. Chắc cả mò trồng rất hấp dẫn nha các bạn ơi.